Chào các chị, sao ở đây lại có nhiều người tí hon thế này? Binh đoàn tí hon. Ngày xưa, có một ông vua giàu có. Nhà vua rất thích cảnh trí và các loại cây trong ngự uyển. Ngài sở hữu một khu vườn thiên, trông độc một loại táo quý. Hôm nay, ta gọi các khanh đến để thưởng thức táo đầu mùa do đích thân ta hái xuống. Chúng thần tạ ơn đức vua, không ngờ có dịp được thưởng thức táo quý thế này ạ. Thật là diễm phúc cho chúng thần ạ. Đây là loại táo quý hiếm, quanh năm chỉ ra được 100 quả. Ai ăn một trái sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, tràn đầy sinh lực. Táo ngọt quá, lại còn mọng nước nữa, đúng là mùa vị hiếm thấy. Quả đúng là mỹ vị nhân gian. Nhưng nhà nói cây táo này ngoài đức vua ra không ai có thể hái được quả. Tại sao lại thế? Thế ra ngài mới thăng chức nên không biết. Nhà vua đã ra lời thề nguyền rằng ai hái trộm táo sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất trăm sải tay. Lời nguyền đó có thật sao? Tôi nghe nói có kẻ vào trộm táo đã gặp kết cục bi thảm, nhưng mới chỉ là lời đồn đại, chưa ai chứng kiến tận mắt. Thảo nào, cây táo quý hiếm thế này mà không bị mất đi dù một quả. Thật đáng sợ, nếu hái táo sẽ bị vùi sâu dưới lòng đất. Tiết trời đã sang thu, táo trên cây đổ màu đỏ tươi. Táo sai ơi là sai, táo trĩu cành từ trên ngọn tới gần mặt đất thưa công chúa. Đúng vậy, mùi táo thơm ngọt bay khắp nơi, nhưng không có thấy quả táo nào rụng dưới gốc cây cả. Ta muốn được ăn một trái táo quá. Nhưng công chúa không nhớ lời nguyền của đức vua sao? Chúng ta không được hái đâu ạ. Vua cha rất thương yêu ta. Việc vua cha thề nguyền chắc chỉ là đối với người ngoài, chứ không phải đối với con gái của mình đâu. Để ta thử xem nào. Thưa công chúa, xin người đừng làm vậy. Quốc vương biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình mất. Chúng thần cũng sẽ bị trừng phạt. Chuyện có gì đâu mà sao ngươi phải trầm trọng hóa lên như thế? Nhìn ta hái đây này, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trời, ngon quá. Ta chưa bao giờ ăn trái táo ngon ngọt như thế. Ngươi có muốn thử không? Trời ơi, công chúa, có ai không? Cứu với, công chúa bị chìm sâu xuống lòng đất rồi. Người nói cái gì? Công chúa đã hái táo và bị chôn vùi dưới lòng đất sao? Tại sao người dám để công chúa ăn trái táo đó chứ hả? Xin đức vua và hoàng hậu tha tội. Tỳ nữ đã khuyên, nhưng công chúa vẫn tự làm theo ý mình. Công chúa từ nhỏ vốn đã bướng bỉnh rồi. Chính vì người đã ra cái lời nguyện quái quỷ đó đấy thưa đức vua. Giờ biết công chúa ở nơi nào đây? Không biết còn có gặp nguy hiểm gì không? Nàng hãy bình tĩnh, hoàng hậu. Ta nhất định sẽ đi tìm công chúa bằng mọi giá. Các ngươi nghe đây. Đức vua ra lệnh, tất cả dân quốc tìm cho được tung tích công chúa. Ai tìm ra được, đức vua sẽ gả công chúa làm vợ cho người đó. Trời ơi, công chúa mất tích sao? Thảo nào, hoàng cung đang náo loạn cả lên. Không biết ai có đủ can đảm đi tìm công chúa, người đó sẽ được thưởng hậu hĩnh. Hans, Nan, hai anh đã nghe thấy gì chưa? Đây chẳng phải là cơ hội cho chúng ta sao? Đúng vậy, biết đâu chúng ta sẽ là kẻ may mắn tìm được công chúa. Lúc đó một nửa vương quốc này chả phải sẽ thuộc về chúng ta. Cả đời hưởng thụ, ăn sung mặc sướng phải không Hans? Đức vua và hoàng hậu chắc đang rất đau buồn và mong nhớ công chúa. Tôi cũng muốn giúp một tay. Vậy được, chúng ta lên đường thôi. Họ đã đi tìm công chúa suốt 8 ngày đêm, băng qua nhiều đoạn đường hiểm trở, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của công chúa. Chỗ thức ăn của chúng ta mang theo đã sắp cạn rồi. Có lẽ ngày mai phải đi săn một chuyến. Hôm nay có lẽ chúng ta lại phải ngủ ở ngoài trời rồi. Đi bộ mấy ngày đồng, chân tôi đã mỏi rã rồi. Không phải đâu, ở kia có một lâu đài, chắc chắn chủ nhân của nó sẽ cho chúng ta ngủ nhờ đêm nay. Cửa không đóng hả? Xin hỏi, chủ nhân của lâu đài này là ai vậy? Thật lạ quá, lâu đài này hình như không có một bóng người. Nhưng mọi thứ vẫn sáng bóng như mới, có thể họ tạm đi vắng ít ngày thôi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cứ vào trong thôi, ngoài trời sương xuống lạnh lắm,
chúng ta sẽ chết rét mất. Đến sáng mai, khi chủ nhân lâu đài này quay về, chúng ta sẽ xin phép sao vậy? Chà, súp vẫn còn nóng, như là mới nấu xong vậy. Mùi vị thơm lừng khiến bụng tớ sôi réo. Mặc kệ đi, tớ đói lắm rồi, không để ý được nhiều nữa, chén đã. Nhưng chỗ thức ăn này đâu phải là của chúng ta. Cứ lấp đầy cái bụng đã Hans, mai chúng ta có thể trả cho chủ nhân lâu đài này một chút tiền, coi như trả ơn họ. Cậu nói phải, Carter, tớ cũng đói ngấu rồi. Sau khi ăn uống say sưa, họ chia phiên nhau canh gác buổi tối để đề phòng có sự bất trắc xảy đến. Cố gắng canh hai canh giờ nữa thôi, rồi mình sẽ được giấc ngủ ngon. Xin chào chủ nhân của lâu đài. Anh có thể bố thí cho vị khách phương xa này một mẫu bánh mì không? Đã mấy ngày nay ta không có gì vào bụng. Ta không phải chủ nhân nơi đây, nhưng thấy ông tội nghiệp, ta sẽ chia sẻ cho ông chút đồ ăn. Cảm ơn lòng tốt của anh. Này ông, ông làm cái trò gì vậy? Tại tôi lỡ tay, phiền anh nhặt giúp tôi được chứ. Cái gì? Có thế mà không tự nhặt được hay sao? Miếng ăn vào mồm rồi mà còn lười biếng thì không đáng được ăn tí nào cả. Xương cốt của tôi đã nhão cả ra, xin cậu thương tình cho kẻ già cả này. À, chính tôi nhìn thấy ông cố ý vứt bánh xuống đất mà còn dám bảo tôi cúi xuống nhặt sao? Định lôi tôi ra làm trò đùa sao? Hôm nay tôi sẽ cho ông một trận, để ông biết Carter này không phải là kẻ có thể giỡn mặt, nghe chưa? Ôi, ôi, xin tha cho tôi. Ôi, ôi. Người hãy cút ra khỏi đây, để ta gặp lại một lần nữa thì biết tay ta. Người chẳng phải là kẻ tử tế. Hai canh giờ sau, đến lượt Nan phải canh lâu đài. Anh ta cũng gặp người tí hon kỳ quái và cho lão ta một trận. Vừa nãy cậu canh cổng lâu đài có gặp chuyện gì không, Carter? Cũng chẳng có chuyện gì. Một gã tí hon không biết điều, tớ đã cho lão một trận nên thân. Tớ cũng vậy đấy, không biết hắn còn dám giáp mặt tới nữa không. Thôi, tớ buồn ngủ lắm rồi. Đó là phiên canh gác của Hans, hãy để kệ cậu ta xử lý. Xin chào chủ nhân tòa lâu đài. Cậu có thể bố thí cho tôi ít đồ ăn không? Bụng tôi đã đói ngấu rồi. Ông hãy chờ ở đây, tôi sẽ vào lấy chút bánh mì đưa cho ông. Ôi, tôi lỡ tay. Cậu làm ơn nhặt giùm tôi với. Của ông đây, ông ăn đi cho đỡ đói. Tôi không phải chủ nhân đích thực của tòa lâu đài, nên chỉ giúp ông được đến thế. Chàng trai trẻ, cậu là người tử tế. Vì thế tôi sẽ nói cho cậu biết tung tích của công chúa bị giam dưới lòng đất. Gì kia, ông thật sự biết công chúa đang ở đâu sao? Tất nhiên rồi, vì tôi cũng là người ở trong lòng đất, và ở đó có hàng ngàn người tí hon như tôi. Cậu cứ đi đúng theo chỉ dẫn của bản đồ, cậu sẽ tới một cái giếng rất sâu nhưng đã khô cạn. Đó là cánh cửa dẫn tới thế giới lòng đất. Ở đó có ba buồng. Buồng ở giữa là nơi giam giữ công chúa, có một con rồng nhiều đầu đang canh giữ công chúa. Vậy làm cách nào để tôi có thể cứu được công chúa? Phải chặt được hết những chiếc đầu của con rồng. Cảm ơn ông, chúng tôi có ba người sẽ cùng nhau chiến đấu để đưa công chúa về. Hai người bạn của cậu không thật lòng và cũng không muốn chịu hiểm nguy để đi tìm công chúa, nên cậu phải thật cảnh giác. Nay để đền ơn cậu, tôi sẽ cho cậu ba bảo bối. Bảo bối thần kỳ hả? Tôi có nằm mơ không? Đi, một con dao thợ săn có thể giết trọc, một cái lục lạc loại chuông đeo ở cổ ngựa và một cây sáo thần. Cậu hãy thông minh khi dùng chúng, ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Cảm ơn người tí hon tốt bụng, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông. Hans, tối nay canh gác, cậu có gặp phải chuyện gì không? Ồ, mọi chuyện tốt cả. Có một người tí hon đã chỉ chỗ của công chúa cho tớ. Cái gì? Cậu biết nơi ở của công chúa hả? Các cậu hãy nhìn vị trí mà tấm bản đồ này đánh dấu. Ăn bữa sáng xong, chúng ta sẽ lên đường. Nhưng lỡ người tí hon này lừa gạt chúng ta thì sao? Ông ta liệu có đáng tin không? Hay chỉ là muốn đánh lừa chúng ta mà thôi? Đúng vậy, không thể đi cả đoạn đường xa thế kia rồi thành công cốc được. Tớ tin ông ấy là người tốt bụng và không có ý đồ xấu. Đằng nào chúng ta cũng chẳng biết công chúa ở đâu, sao không thử vận may một lần cơ chứ? Cậu nói cũng phải. Nào, mau chuẩn bị các thứ thôi. Các cậu nhìn kìa, kia đúng là cái giếng vị trí mà bản đồ đánh dấu. Ông ta không lừa chúng ta đâu.
Có vẻ đây là cái giếng rất sâu, không biết ở dưới kia có nguy hiểm gì không. Chẳng phải cậu ta nói có con rồng nhiều đầu hả? Chúng ta xuống đấy khéo không cứu được công chúa rồi lại bỏ mạng ở đó cũng nên. Nhưng đã đến đây rồi, không thể bỏ mặc sự sống chết của công chúa được. Hay là cả ba chúng ta cùng xuống? Thôi thôi, cậu chính là người nảy ra đến nơi này đầu tiên thì cậu phải xuống trước chứ. Phải đó, chứ chẳng lẽ chúng tớ phải chịu trách nhiệm cho quyết định sai lầm của cậu hả? Cậu xuống trước phải nhất. Hơn nữa, trên này cũng cần có người cảnh gác. Ngộ nhỡ cái tên tí hon lừa đảo đó gây ra chuyện gì, chúng tớ còn có thể ứng cứu kịp thời. Được, vậy tớ sẽ xuống trước. Có chuyện gì, tớ sẽ lắc cái lục lạc này. Trời ơi, không biết đã bao nhiêu người bỏ mạng nơi này rồi. Mình phải thật cẩn thận, không sẽ làm mồi cho con rồng nhiều đầu đó. Chắc chắn là tiếng ngáy của rồng thần rồi. Phải tranh thủ lúc nó còn đang say giấc để hành động. Phụ vương, mẫu hậu, con không muốn ở đây nữa, con muốn trở về nhà. Trời ơi, chàng là ai? Sao chàng lại vào được đây? Ta là Hans, đến đây để giải thoát cho nàng. Nàng hãy tránh ra, để ta giết con rồng chín đầu này. Nó rất hung dữ, sức lực tàn bạo, không ai có thể địch được nó đâu. Nàng yên tâm, người tí hon đã cho ta con dao thần, hôm nay ta quyết sẽ sống mái với nó một phen. Nàng hãy lùi xuống, kẻo nguy hiểm. À, ha, ha, ha. Người to cao hơn bọn tí hon đấy, nhưng cũng chỉ là miếng mồi nhỏ xíu của ta thôi. Hôm nay là người tự dẫn sắc đến đây nha. À, chết ta rồi. Chàng thật dũng cảm và gan dạ. May mắn ta gặp được chàng, nếu không sẽ không bao giờ trở về được nữa. Chúng ta hãy mau ra miệng giếng, bạn của ta đang đợi trên đó rồi. Họ sẽ kéo chúng ta lên. Nàng lên trước, rồi lát ta sẽ lên sau. Hans, chàng phải lên ngay đó. Ta sẽ đợi chàng ở trên này. Trời ơi, công chúa, chúng ta đã đi suốt nhiều ngày chỉ để tìm gặp nàng thôi. Ta là Ca Tơ, còn ta là Nên, hân hạnh được quen biết công chúa. Hãy mau kéo Han lên, chàng ấy vẫn còn ở dưới đó. Tất nhiên rồi, chúng tôi sao có thể bỏ lại người bạn đồng hành đó được. Giờ chúng ta sẽ kéo Han lên giữa chừng, rồi thả sợi dây xuống, nó sẽ hết đời. Mất đi một người thì tiền thưởng của ta sẽ cao hơn gấp bội. Hai người bạn của cậu không thật lòng và cũng không muốn chịu hiểm nguy để đi tìm công chúa, nên cậu phải thật cảnh giác. Mình quen biết Carter và Nan đâu phải ngày một ngày hai, nhưng lòng dạ con người thâm sâu, cứ cẩn thận thì hơn. Nếu mình nghĩ qua cho họ, mình sẽ xin họ tha thứ. Đến lúc rồi. Lần này hết đời thằng Han rồi. Mau đưa công chúa về cung lĩnh thưởng, chúng ta giàu rồi. Hãy nhớ bảo nhà vua gả công chúa khác cho tớ đó. Đúng là trời đã ban may mắn này cho chúng ta. Họ là bạn ta, mà đứng trước lợi ích, sẵn sàng tước lấy sinh mạng của ta. Giờ làm sao có thể thoát khỏi đây? Lẽ nào mình sẽ chết một ruộng trong cái giếng khô này sao? Chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu của mình hết. Hai người đã dứt giả rồi, ta nhất định sẽ gả công chúa cho một trong hai người và ban thưởng hậu hĩnh như đã hứa. Tạ ơn đức vua. Vậy chàng Han đâu? Chính chàng ấy mới là người xuống giếng sâu cứu ta. Công chúa không nhớ gì sao? Lúc chúng tôi kéo Han lên thì đã bị những người tí hon hung dữ dưới giếng dây chặt lấy. Đúng vậy, cậu ấy đã không còn. Công chúa vì quá đau buồn mà ngất đi. Chúng tôi lĩnh sứ mệnh đưa công chúa về cung theo đúng nguyện vọng trước khi Han mất. Trời ơi, Han, lẽ nào chàng ấy đã mất rồi sao? Xin nhà vua hãy xem xét lại. Thần mới là người cứu được công chúa. Thần chưa chết, còn hai anh kia đã âm mưu giết hại tôi để đoạt công trạng. Đúng là Han rồi, chàng đã trở về. Người nói vậy là sao? Hãy giải thích tường tận cho ta nghe. Đằng nào ngồi ở đây cũng chỉ có con đường chết, còn một bảo bối mà người tí hon tặng.
Nhưng ở đây có vui thú gì đâu mà thổi sáo. Nhưng dù sao, chết trong vui vẻ còn hơn là bị nỗi buồn chán nhấn chìm. Ô, chào các vị, sao ở đây lại có nhiều người tí hon thế này? Nơi đây là thế giới lòng đất, ở chỗ cư ngụ của chúng tôi, cậu là người tử tế nên bị hãm hại. Những người tí hon ở đây sẽ thay phiên nhau đưa cậu lên tới mặt đất. Cảm ơn các vị thật nhiều, tôi sẽ không bao giờ quên ơn các vị. Han đi theo những người tí hon qua một đường hầm phát sáng, cậu tới thẳng gian phòng của lâu đài. Nhà vua, xin đừng nghe hắn nói lời sàng bậy. Hắn cố tình bịa ra chuyện kỳ bí này để lừa đức vua. Thần vẫn còn mang theo con dao thần và chiếc dễ rồng làm tin. Họ còn chưa đặt chân xuống dưới giếng mà dám ăn nói quan đường. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Mấy đâu, lôi hai tên phản trắc kia ra và giam vào ngục tối. Hãy xin đức vua tha tội. Chúng thần không dám bịa chuyện nữa đâu ạ. Chúng thần đã biết tội của mình rồi. Hàn ơi, cứu chúng mình với. Vậy là đức vua đã gả công chúa cho chàng thợ săn Hàn tốt bụng, dũng cảm. Họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến mãi những năm tháng về sau. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có người tên là Hoàng Thiện, thích làm điều tốt. Cứ vào thời điểm mưa to hoặc nước triều dâng, ông thường mang chiếc thuyền nhỏ của mình ra để chở mọi người qua sông. Tới làng rồi, mọi người xuống thuyền thôi. Mời cụ ạ, cụ bước cẩn thận kẻo trượt chân. Cảm ơn anh, quý hóa quá, anh quả là một người nhân hậu. Không có anh thì mấy bà cháu tôi phải đợi khi nước rút mới đi bộ qua cầu mà về được. Dạ, đây là điều cháu nên làm thôi ạ. Có thể giúp mọi người trong thôn đi lại thuận tiện trong mùa mưa lũ là cháu vui lắm. Nào, các cháu bình tĩnh, để bác bế các cháu xuống nha. Vâng ạ. Vui quá, thế là bà với chúng cháu sắp về đến nhà rồi. Chú Hoàng Thiện, chú đã nghỉ rồi sao ạ? Phiền chú chở cố thêm một chuyến được không? Chú cho cháu qua nhờ sông với, cháu có chuyện gấp muốn sang bên kia bờ. À, không có gì, tôi chở cô thêm một chuyến rồi về nhà cũng không sao. Chú ơi, còn cháu nữa ạ? Chú cho cháu đi nhờ với. Cậu không thấy sẫm tối rồi sao hả? Về đi rồi mai đi sau. Tôi đưa cô này sang nhanh rồi về đây, kéo muộn rồi. Cậu nhiều đồ đạc như vậy, lâu la mất thì giờ lắm. Dạ, nhưng chúng cháu là vợ chồng, vì bà ngoại bên kia sông bị bệnh nên hai đứa mới hớt hải về thăm, mong chú giúp cho. Lại thế nữa. Thôi thì lên đi, nhanh lên cho tôi còn về, còn cơm nước nữa chứ. Cảm ơn chú đã giúp đỡ vợ chồng chúng con. Coi như hôm nay ta đen đủi. Sao ông ấy có vẻ bực dọc với chúng ta thế nhỉ? Ai cũng bảo ông Hoàng Thiện chuyên tích đức hành thiện, làm việc tốt, là một đại thiện nhân, coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui cơ mà. Nhưng tôi cũng nghe được từ vài người phụ nữ trong thôn xì xào rằng trong lòng ông ta có ý đồ xấu. Khi chở phụ nữ đến đoạn sông vắng, Hoàng Thiện thường tìm cớ động tay động chân, sàm sỡ những cô gái đẹp. Thế là thế nào? Sao mỗi người nói mỗi kiểu, chẳng ai giống ai cả? Đây lại còn ngược ý nhau hoàn toàn nữa chứ. Trước đây tôi cũng chẳng tin đâu mình ạ. Nhưng sau hôm nay thì cũng bán tín bán nghi rồi. Mình có thấy khi nãy ông ấy rất vui vẻ chở mình sang, nhưng khi thấy có cả tôi xuất hiện, ông ta liền tỏ thái độ khó chịu không? Ừ, mình nói tôi mới để ý. Nhưng thôi, dù sao ông ấy cũng đã giúp mình, không nên bàn tán nữa, kẻo thành kẻ vô ơn mình ạ. Ta đi đã. Hoàng Thiện mượn cớ giúp đỡ để sàm sỡ phụ nữ trẻ đẹp hả? Sao chuyện này bây giờ ta mới biết nhỉ? Ta phải tự mình đi thử lòng người đàn ông này xem sao. Nếu đúng là như vậy, cần phải ngăn chặn ngay việc bí ổi này lại.
Vài ngày sau. Cô lên thuyền đi, tôi chở cô qua sông. Vâng, ngài quay trở lại nhanh thế ạ? Chiều về chỉ có một mình nên thuyền nhẹ, tôi cố chèo nhanh, sợ cô đợi lâu lại mất công việc. Cô gái, cô đang nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi đứng ngắm cảnh một chút thôi, mà sao thuyền lại dừng lại thế ạ? À, tôi chèo thuyền một lúc, cũng cảm thấy hơi mệt, lại đang đi đúng hướng gió, nên tiện gió đẩy thuyền, cho mình được nghỉ ngơi một chút. Ngài làm gì thế? Tôi chỉ để nhờ chút thôi. Hai tay cũng khá mỏi rồi, muốn được đặt lên vai người đẹp một chút cho đỡ mỏi ấy mà. Gió lạnh quá, tôi muốn xin cô một chút hơi ấm. Tôi đã cho cô đi nhờ thuyền rồi, chắc là cô không tiếc một vài phút đứng gần tôi trên sông chứ. Hoàng thiện, ngài điên rồi, ngài mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ kêu lên đấy. Kêu lên á? Được mà, cô cứ kêu tự nhiên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Hoàng thiện là kẻ háo sắc, muốn sàm sỡ tôi. Hay, hay lắm. Nhưng mà giữa lòng sông rộng lớn, giữa trời đất bao la, lại chỉ có hai ta thế này, cô có kêu gì cũng chỉ có mình tôi nghe thấy mà thôi. Ông đúng là vô liêm sỉ. Trước cô cũng có rất nhiều cô gái chỉ trích ta như vậy rồi, nhưng ta lại thích nghe đàn bà đẹp chửi rủa mình. Không sao cả, cô cứ chửi đi, càng chua ngoa ta lại càng thích thú. Cô Ngài là ai? Ta chính là thần sông mới đến tiếp quản dòng sông này. Ngài là thần sông thật sao? Sao có thể chứ? Nếu không phải là do ta biến hóa, thì có lẽ khi nãy một cô gái vô tội nào đó đã bị ngươi làm nhục rồi. Chuyện là không phải như ngài thấy đâu. Xin hãy nghe tôi giải thích đã. Đến nước này thì ngươi còn gì để biện minh nữa hả? Ta đã nghe vài lời đồn không hay về ngươi, nhưng ta không tin, muốn tự mình kiểm chứng vụ việc này. Nhưng ngươi đã làm ta quá thất vọng. Thần sông, con xin ngài, con cứ nhìn thấy những cô gái xinh đẹp mà không kìm lòng được, nên mới làm ra những chuyện hồ đồ. Xin ngài hãy khoan thứ cho con một lần, chỉ một lần này thôi. Hoàng thiện, nhà ngươi nghe cho kỹ đây. Ngươi bề ngoài giả vờ làm người lương thiện, đem mọi người ca tụng, nhưng lòng dạ lại bị ổi xấu xa. Ta không thể dùng thứ cho điều ác. Sau khi chết đi, ngươi sẽ biến thành con vật có hình dạng y hệt con rắn. Toàn thân ngươi sẽ cứng ngắc hoặc quằn xoắn lại, chứ không rửa nát, để mọi người có thể tùy ý đi qua đi lại mà dẫm đạp lên. Trời ơi, không, không thể nào. Xin ngài hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Quả thật, sau này Hoàng thiện chết, tại con sông rải tro cốt của ông ta bỗng xuất hiện một loại cá dài, da trơn, trông gớm ghiếc. Đó chính là con lươn. Đây chính là sự trừng phạt của thần sông dành cho kẻ đạo đức giả. Hiroshima, Nhật Bản, năm 1945. Xong rồi ạ, thím thấy kiểu tóc này thế nào? Có hợp thời trang không? Càng ngày tay nghề của cô càng khá đấy. Tôi rất vừa ý Saki ạ. Thế chồng cô đi lính, dạo này có hay viết thư về không? Khổ thân cô và con bé Sadako, hai mẹ con cứ vò vỏ ở nhà chờ đợi. Dạ, lâu rồi cháu cũng không nhận được tin gì. Chắc là tình hình đang căng thẳng lắm. Hy vọng mọi người đều bình an. Cái thời cuộc này đúng là khổ quá đi thôi. Nhà nào cũng chỉ có mấy mông phụ nữ chúng ta ở nhà. Thành ra công việc nặng nhọc gì cũng đến tay cô nhỉ.
Hy vọng chiến tranh mau kết thúc và chúng ta sớm được đoàn tụ. Thôi, tôi về nha. Dạ, thím về cẩn thận. Lần sau thím lại ghé ủng hộ quán cháu thím nhé. Chuyện gì thế nhỉ? Động đất à? Tất cả chú ý, có máy bay, có máy bay. Báo động đỏ, báo động đỏ. Tất cả chú ý, hãy chui xuống hầm trú ẩn và chờ thông báo mới. Báo động đỏ, báo động đỏ. Sadako, có chuyện gì thế? Sadako, còn có sao không? Sadako, tỉnh lại đi. Mẹ ở đây. Sadako, xin con hãy mở mắt ra, nhìn mẹ đâu. Mẹ, mẹ ơi, con sợ quá. Cả đám lửa đỏ rực tiến đến và nuốt chửng tất cả. Con sợ quá, mẹ ơi. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Con đừng sợ. Con có bị đau ở chỗ nào không? Có vết thương nào trên người không? Để mẹ kiểm tra kỹ lại một lần nữa nhé. Không mẹ ạ, có hơi ê tay chân một chút thôi. Thế thì tốt rồi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này, đến nơi lánh nạn ngay lập tức. Nếu không chỉ một chút nữa thôi, cả nơi đây sẽ bị biến thành đống đổ nát. Chạy mau, chạy mau mọi người ơi. Thảm họa đến rồi. Cầu Chúa cứu sống tất cả chúng ta. Còn bao nhiêu người đã bị chôn dưới đống đổ nát đó. Trời ơi, thật kinh hoàng. Mẹ ơi, nước mưa kỳ quá, nó có màu đen. Ôm chặt mẹ vào, chúng ta sắp thoát nạn rồi. Chạy mau, chạy mau mọi người ơi. Chúng ta chẳng còn gì cả. Tất cả chỉ còn bãi đất trống. Thì chúng ta sẽ ở đâu? Không sao đâu con à. Chúng ta đã là những người may mắn khi còn sống sót. Rất nhiều gia đình không liên hệ được với người thân, hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát dưới kia. Chúng ta còn có thể bắt tay lại từ đầu. Mà bà sắp về với chúng ta rồi đấy, Sadako à. Thật vậy á mẹ? Con sẽ lại cùng ba tập chạy mỗi sáng sớm ở bãi cỏ gần nhà mình. Đúng vậy, giờ thì cô bé đi sang bên ông Tano chơi để mẹ dọn dẹp chỗ này nhé. Chút nữa thôi, bụi sẽ bay khắp nơi. Vâng lệnh mẹ. 2 năm sau. Vui, muốn thông báo với cả nhà. Chắc chắn ba mẹ sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Chuyện gì vậy con gái? Xem con kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Hôm nay con đã chinh phục được đường chạy 50m với thời gian chỉ có 7,5 giây. Con được thầy giáo chọn vào đội tuyển điền kinh tham gia Thế vận hội mùa thu ở Hiroshima đó. Tuyệt quá, con làm chúng ta rất tự hào. Thành tích của con thật ấn tượng đó. Vậy hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích để ăn mừng nhé. Con bỏ cặp sách xuống và nghỉ ngơi với ba đi. Sadako, con có sao không? Không sao đâu ba. Chắc con bị đói nên bị tụt huyết áp thôi mà. Lát nữa ăn thêm 2 bát cơm là con có thể tiếp tục chạy được cả mấy trăm mét nữa cho mà coi. Cái con bé này, để ba giúp con ngồi dậy đã nào. Lần sau trước khi đi học thì phải ăn thật no nhớ chưa? Tuân lệnh ba. Sadako, giờ này con vẫn còn ngủ nướng sao? Mặt trời đã lên tận ngọn cây rồi nè. Dậy thôi, trễ giờ học rồi đấy.
dậy ngay đây ạ. À. Mẹ cứ nói hoài à. Ồ, cái gì vậy nhỉ? Sadako, có chuyện gì mà con ngồi thần mặt ra vậy? Mẹ ơi, ở cổ và sau lưng con tự nhiên có những khối gì nhỏ nhỏ, cứng cứng ấy. Không biết chúng mọc lên từ lúc nào nữa. Có đau không con? Sadako, ngồi yên mẹ xem nào. Để mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra nhé. Cô bé không sao cả đâu. Xin bà đừng lo lắng. Có thể đó chỉ là do cô bé vận động mạnh thôi mà. Có thể đó không phải là khối u. Còn quá sớm để kết luận. Bà cứ đưa cháu về cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Rồi sau đó quay lại đây thăm khám xét nghiệm cho chắc chắn nhé. Vậy ư? Nhà chúng tôi cách thành phố Hiroshima 1,5 km, nơi mà quả bom nguyên tử phát nổ 2 năm trước, nên tôi rất lo lắng. Tôi nghe nói bom nguyên tử có thể gây ảnh hưởng chất phóng xạ ở bán kính rất rộng. Chiến tranh đã qua đi rồi, cô bé không để lại di chứng gì đâu. Chị đừng lo, kẻo ảnh hưởng đến tâm lý của cô bé. Cảm ơn anh rất nhiều. Thấy chưa, chúng ta đã lo lắng quá mức rồi. Con không sao cả Sadako ạ. À, từ nay con đừng vận động mạnh quá. Và mẹ sẽ mua cho con một ít thuốc để bồi bổ. Mẹ nghĩ những khối u nhỏ đó sẽ sớm biến mất thôi. May quá, con chỉ sợ ảnh hưởng đến Thế vận hội sắp tới thôi. Lần này chắc chắn con sẽ mang được huy chương về. Nhất định là thế rồi con yêu. Mẹ tin con sẽ làm được. Cố lên Sadako. Cố lên. Sadako, Sadako, em sao vậy? Gọi cấp cứu. Nhanh gọi cấp cứu đi. Chúng ta làm thế nào bây giờ hả anh? Họ nói còn chúng ta không làm sao, mà giờ tình trạng lại tệ như thế này. Con gái chúng ta có tội lỗi gì đâu chứ. Mất con, làm sao em sống nổi? Em cứ bình tĩnh, vẫn đang có phương pháp điều trị. Con chúng ta vẫn còn hy vọng. Em đừng khóc trước mặt Sadako, kẻo con bé lại sợ. Sau khi làm các xét nghiệm, chúng tôi kết luận cô bé bị mắc bệnh bạch cầu do nhiễm phóng xạ. Các khối u ở cổ và sau tai của cô bé đang lớn dần, khiến mặt cô bé bị biến dạng. Sắp tới, các nốt ban đỏ sẽ mọc khắp người. Tình trạng sắp tới sẽ tệ hơn rất nhiều. Xin anh chị đừng quá hoang mang. Chúng tôi đang tìm ra các phác đồ điều trị thích hợp cho cháu bé. Làm ơn hãy cứu lấy con bé. Nó mới chỉ có 12 tuổi. Nó còn cả tương lai phía trước. Con gái tôi còn phải dự thi Thế vận hội. Con bé có mơ ước được làm giáo viên dạy thể dục. Con bé phải được sống. Tôi cầu xin các anh. Mong chị bình tĩnh. Chúng tôi cũng rất đau lòng. Chị nhìn xem, xung quanh Sadako cũng còn nhiều em bé cũng mắc bệnh tương tự do phóng xạ của thảm họa bom nguyên tử. Chúng tôi đang tìm phương pháp điều trị tốt nhất. Mong gia đình hãy giữ niềm tin. Mẹ ơi, tình trạng của con tệ lắm mà. Một chút thôi con ạ. Nhưng các bác sĩ đang cố gắng hết sức để điều trị cho con. Sắp tới có thể con sẽ phải uống nhiều thuốc hơn, nhưng rồi bệnh của con sẽ sớm chữa được thôi. Mẹ không nói dối chứ? Không, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua con nhé. Con gái của mẹ rất mạnh mẽ mà. Vâng ạ, ba mẹ cũng đừng lo lắng nhiều quá nhé. Con sẽ chịu khó uống thuốc ạ. Sadako, cậu có muốn gấp nhạn giấy không? Ở đâu mà cậu có nhiều giấy màu thế?
các bác sĩ cho tớ đó. Mọi người nói, truyền thuyết xưa kể rằng nếu gấp được 1.000 con nhạn giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực. Có truyền thuyết đó thật ư? Thế cậu cho mình một ít nhé, mình cũng muốn gấp 1.000 con nhạn giấy. Tất nhiên là được. Thế cậu ước gì thế? Tất nhiên là tớ ước được khỏe mạnh, cho ba mẹ tớ đỡ lo lắng. Rồi tớ sẽ quay trở lại trường học và tiếp tục tham gia Thế vận hội vào năm sau. Rồi... Mẹ nhìn này, con sẽ gấp thật nhiều nhạn giấy với nhiều màu khác nhau. Căn phòng bệnh viện buồn tẻ này sẽ tràn ngập nhạn giấy sặc sỡ luôn. Bạn Tani vừa mới mất, hôm qua bạn ấy đã gấp được 900 con nhạn rồi đó mẹ. Giá như bạn ấy còn thời gian, có lẽ bạn ấy đã gấp được 1.000 con nhạn giấy để ước nguyện thành hiện thực rồi. Còn phải gấp thật nhanh mới được, nếu mọi người cùng gấp thì sẽ có nhiều nhạn giấy cho tất cả cùng nguyện ước. Đừng khóc Sadako. Rồi con sẽ có một ngày như thế, phải không mẹ? Các bạn ở đây đều đến và lần lượt ra đi. Đừng nghĩ bậy. Bệnh của con sắp khỏi rồi. Các xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu của Sadako tăng lên gấp 3 lần so với hồi cô bé mới nhập viện. Các mạch máu bị chèn. Sắp tới cô bé có thể sẽ không vận động được nữa. Gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sadako, con hãy yên nghỉ nhé. Ba sẽ gửi 1.000 bản nhạn giấy xuống làm bạn với con. Con bé dường như vẫn còn ở nơi đây. Còn rất nhiều giấy màu con chưa kịp gấp nữa. Em ơi, con bé gấp nhạn giấy làm gì thế? Mấy cô bạn trong phòng rủ con bé gấp nhạn giấy là vì tin vào truyền thuyết 1.000 con nhạn giấy sẽ được một điều ước đó anh. Nhưng giờ thì... Không phải đâu. Em nhìn xem con bé viết điều gì trong này. Con có một điều ước cho thế giới hòa bình, không còn nỗi đau chiến tranh. Chúng ta hãy gửi những bức thư này tới những tổ chức yêu hòa bình trên khắp thế giới. Hãy hoàn thành tâm nguyện thay cho con gái chúng ta, được không em? Sẽ gửi thư cho tất cả các bạn nhỏ trên khắp nước Nhật để kêu gọi quyên góp xây dựng tượng đài tưởng nhớ bạn Sadako. Bạn ấy là nạn nhân của cuộc chiến tranh của bom nguyên tử. Trước khi mất, bạn ấy vẫn còn muốn gửi tới những người yêu hòa bình trên khắp thế giới những ước nguyện thiết tha. Năm 1958, tượng đài mang tên Tượng đài Hòa bình Hiroshima được khánh thành. Tượng đài là hình ảnh Sadako nâng trên tay một con nhạn vàng. Dưới chân tượng đài khắc dòng chữ: đây là tiếng kêu khẩn thiết của chúng tôi, đây là lời nguyện cầu của chúng tôi, hòa bình cho thế giới. Ông là... Tôi là tiến sĩ Floyd Moore, vừa được nhận giải thưởng hòa bình Hiroshima. Không biết ông có biết đến không ạ? Nhưng có chuyện gì mà ông lại ghé thăm nhà chúng tôi? Tôi được biết đến câu chuyện của cô bé Sadako, con gái anh chị. Tôi được giải thưởng 5.000 đô la. Tôi muốn dành số tiền này xây dựng công viên hòa bình ở thành phố Seattle. Tôi xin phép anh chị cho đúc một bức tượng Sadako bằng đồng và đặt nó ở vị trí trung tâm của công viên, để mọi người biết đến ước nguyện của cô bé. Hàng năm,
Cứ đến ngày kỷ niệm sự kiện hai thành phố của Nhật bị ném bom nguyên tử, khi người Nhật thả những con chim bồ câu lên bầu trời, thì ở bên kia đại dương, hàng nghìn học sinh Mỹ lại diễu hành tới công viên Hòa Bình ở Seattle, xếp những con nhạn giấy xung quanh bức tượng Sadako để tưởng nhớ những nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử và gửi gắm ước nguyện hòa bình của các em. Đây là bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về cô bé Sadako Sasaki ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, xảy ra vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Phim dựa trên câu chuyện có thật về một cô gái ở hòn đảo nghèo khó thuộc miền Nam nước Ý vào những năm 60 của thế kỷ trước. Cô bé xin đáo để. Viola, về thôi con. Vâng ạ. Cô bé xin ha, cưới về làm vợ thì hết sảy luôn. Lấy làm vợ đâu có khó gì, tôi sẽ thực hiện điều đó luôn. Không phải làm quen dần ư? Anh quên rằng có một cách nhanh hơn, đó là vùng chúng ta có luật kết hôn với kẻ cưỡng bức mình hay sao? Đó là lựa chọn tốt nhất. Ngộ nhỡ cô bé báo cảnh sát thì làm thế nào đây? Không bao giờ có điều đó xảy ra đâu. Nếu cô bé đủ dũng khí chống lại luật đó thì cũng sẽ không đủ sức mạnh để vượt qua sự khinh bỉ của mọi người. Anh cứ xem, cô bé sẽ thuộc về tôi ngay tức khắc luôn. Hai mẹ con ở nhà nha, bố xong việc sẽ về. Vâng, tạm biệt bố. Tạm biệt anh. Bỏ tôi ra. Mẹ ơi, cứu con. Viola, Viola. Con của tôi, tại sao lại là con bé? Bọn chúng đã bắt Viola đi mất rồi. Con bé rồi cũng sẽ giống như Sika thôi. Thả tôi ra. Cô bé xinh đẹp, đây chỉ là hình thức để ta cưới em mà thôi. Chúng ta cũng nên tuân thủ nguyên tắc một chút, cô em ha. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng với vợ. Tôi cầm thuốc. Anh chịu hết nổi rồi, cô em à. Giờ thì về nhà và chuẩn bị về làm vợ anh nha cô bé. Tôi sẽ không lấy ông đâu, đồ đáng khinh. Không lấy mà được, giờ cô là của tôi rồi. Cô biết luật phải cưới người cưỡng bức mình của vùng chúng ta chứ, Viola. Cô nên nhớ, luật là luật. Chúc mừng Philip, giờ Viola sẽ là vợ của anh rồi. Chúng ta về nhà đã, con yêu. Con gái của mẹ mới 17 tuổi thôi mà đã bị tên khốn đó cưỡng bức ép lấy làm vợ. Nếu con không đồng ý cưới anh ta thì sao? Nếu con không đồng ý cưới anh ta, con sẽ không có bất cứ thứ gì. Cuộc đời của con sẽ không ai theo đuổi nữa. Sự ô uế sẽ theo con đến hết đời. Con thừa biết luật lệ vùng chúng ta rồi. Nghe bố mẹ đi, đây là cuộc hôn nhân hắn sửa sai và có trách nhiệm với con. Con có được báo cảnh sát không? Sau đó sẽ làm gì? Cảnh sát cũng chẳng thể giúp được gì chúng ta. Con gái vì họ phải tôn trọng luật lệ bản sắc riêng của vùng miền. Hàng năm đây, luật lệ sửa sai ấy vẫn diễn ra thôi. Con định đi đâu vậy? Chị Sika! Chị Sika, xin chị cho em hỏi một vài điều. Cô định hỏi điều gì, Viola? Tôi chẳng có điều gì để chia sẻ với cô đâu. Những gì chị trải qua đã đến với em ngay đêm qua, nên câu trả lời của chị rất có ích với em lúc này. Xin chị hãy cho em biết, chị có yêu người chồng của mình không và có cảm thấy hạnh phúc hay không chị? Tôi không còn nghĩ đến những điều đã xảy ra nữa rồi. Tôi chỉ lo cho cuộc sống của các con của tôi thôi. Nhìn kìa Philip, vị hôn phu tương lai của anh đang đi đâu mà vội vàng thế? Không phải là cô ấy đang đến đồn cảnh sát đấy chứ? Viola, cô đang làm điều quái quỷ gì thế? Cô sẽ phải hối hận về việc mình đã làm, Viola. Con không thể một mình chống lại cả bộ luật tồn tại bao nhiêu năm ở vùng này được đâu.
hãy chấp nhận làm vợ hắn. Dù sao hắn cũng là kẻ giàu có con à. Con sẽ không làm đám cưới với người mà con không có tình yêu. Nhưng hắn đã hãm hại cuộc đời của con rồi, con còn lấy ai được nữa ngoài hắn ta chứ? Hãy đến đồn cảnh sát rút lại lời khai của mình, nếu không cả thế giới sẽ chống lại con. Chuyện con bị cưỡng bức chỉ làng ta biết, nhưng việc con đang làm là cả thế giới biết đây. Chưa từng có cô gái nào trong vùng dám làm điều giống như con hết. Không, con đang làm đúng. Con không muốn cưới hắn ta. Điều ấy đồng nghĩa với việc con bị tước đi hạnh phúc cả đời. Mà điều ấy thì chẳng có luật lệ trong làng nào có thể bảo vệ được cho con. Cảnh sát sẽ tôn trọng bản sắc của làng ta nếu chúng ta tự nguyện. Nhưng trong chuyện này con phải lên tiếng, vì đó chính là cả cuộc đời mẹ. Viola, Viola, con đi đâu? Hãy để nó có thời gian suy nghĩ thêm, bà đừng lo lắng. Hay trời ơi, Viola thật dại dột, chống lại cả truyền thống tồn tại lâu đời. Không, bọn chúng đã đốt và giết gia súc của chúng ta rồi. Nếu ông bà không khuyên nhủ con gái bướng bỉnh của mình rút lời khai khỏi cảnh sát, thì sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra. Lúc đó đừng hối hận nha. Anh đừng bao giờ mong đạt được mục đích của mình. Bố mẹ thấy không, hắn không thể là người chồng mà con có thể sống chung suốt đời được. Hắn mù mô lập kế hoạch để hãm hại con, cưới con để thỏa mãn. Con không yêu hắn, con sẽ không hạnh phúc. Tại sao chúng ta không dũng cảm đứng ra để tố cáo? Mọi người có thể không tin con, nhưng ba mẹ là người sinh ra con mà. Khi nghe tin con gái mình bị cưỡng bức, ba mẹ có hạnh phúc được hay không? Đó vốn chỉ là một hành động ấu trĩ, mà càng tồi tệ hơn nếu con người ấu trĩ ấy là chồng của con. Nếu hôm nay gia đình mình im lặng chấp nhận, thì những người con gái như con sẽ mãi mãi bị chôn vùi bởi bộ luật vô lý, thiếu nhân đạo đó. Con thật sự không muốn kết hôn với kẻ cưỡng bức con chứ? Vâng, con không muốn. Ông hãy làm điều mà ông cho là đúng đi, điều mà tốt nhất cho con gái của chúng ta. Được, bố sẽ cố gắng hết sức giúp con. Chúng ta sẽ kết thúc điều này ngay hôm nay. Bố sẽ đến đồn cảnh sát tuyên bố con gái tôi bị bắt cóc và bị tấn công. Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân sửa sai này. Bọn chúng bị kết án 15 năm tù. Những nỗ lực của cô gái dũng cảm dám nổi loạn, ngang nhiên chống lại một cuộc hôn nhân sửa sai lần đầu tiên ấy cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Đó chính là câu chuyện về Viola ở Silesia, nước Ý, một nữ anh hùng phá vỡ truyền thống và kết hôn với người đàn ông do bản thân cô lựa chọn. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Quốc cổ đại. Không những chiến thắng, Gia Cát Lượng còn bắt sống được chủ tướng Vương Mạnh Hoạch và áp giải về doanh trại. Gia Cát Lượng không giết, không làm nhục, mà còn mở tiệc long trọng để khoan đãi Vương Mạnh Hoạch, rồi thả hắn về để tiếp tục giao đấu. Lần giao đấu sau, Mạnh Hoạch lại bại dưới tay Gia Cát Lượng và lại bị ông bắt sống. Cứ như thế, Gia Cát Lượng vừa bắt vừa thả Mạnh Hoạch hết 6 lần, cho đến lần thứ 7. Chúng ta đã giao tranh qua lại hết 7 lần rồi, và ta cũng đã bắt và thả ông đủ 6 lần. Lần này là lần thứ 7 tôi thả ông về. Thế ông có muốn đấu tiếp với tôi không? 7 lần giao tranh đều nhận đủ cả 7 lần thất bại. Tôi không muốn thất bại thêm một lần nào nữa. Ngài thực sự là một con người với tài trí phi thường, khiến tôi vô cùng nể phục. Tôi không còn gì để nói nữa. Nói vậy ý ông là... Sau những gì ngài đối xử với tôi, thì tôi nhận thấy ngài không những mưu cao trí lớn mà còn rất có lòng hòa giải. Vì vậy tôi bằng lòng rút quân. Người miền Nam do tôi làm chủ sẽ không bao giờ làm phản nữa, mà sẽ quy phục triều đình một cách hoàn toàn. Ngài thấy thế nào? Tốt, tốt lắm. Hòa giải chính là điều mà tôi hướng tới. Hai miền Nam Bắc thống nhất là nguyện vọng lớn nhất của tôi, cũng như triều đình. Vậy thì tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường trở về thành đô để báo tin vui cho hoàng đế biết. Vậy tôi sẽ tiễn ngài một đoạn.
Dạ thừa tướng, tôi chỉ tiễn ngài được đến đây thôi, chúc ngài và đội quân lên đường bình an. Cảm ơn vương gia, làm phiền vương gia rồi. Vương gia hãy quay về đi. Con sông Lô Thủy này sao đột nhiên nước lại chảy mạnh và xiết thế? Lần trước qua đó ta có thấy thế đâu. Thừa tướng không biết rồi, khi ngài tới đây đúng vào mùa nước lặng, cho nên nước sông mới hiền hòa như vậy. Còn giờ đã là mùa nước lên, nước chảy sức mạnh và xiết. Vậy sao? Nước chảy xiết thế này thì thật nguy hiểm, chỉ e thuyền của chúng ta không thể qua được. Làm thế nào bây giờ? Nếu như ngài có thể đợi thêm một thời gian nữa, đúng vào mùa nước lặng năm sau, thì có thể trở về bình an rồi. Như thế thì lâu quá, ta sợ không đợi được. Không còn cách nào khác sao? Vậy thì có một cách, đó là phải có vật hiến tế ném xuống sông, nước sông sẽ tự động dịu xuống, ngài có thể qua sông một cách an toàn. Vật tế ư? Đó là gì? Dạ, đó là 50 thủ cấp của đàn ông. Chỉ cần vứt 50 thủ cấp xuống sông thì nước sông sẽ tự động hiền hòa trở lại. Cái gì? 50 thủ cấp đàn ông ư? Hả? Trời ơi, nghĩa là chúng ta sẽ phải hy sinh thủ cấp của mình ư? Những 50 cái đó có lẽ nào... Ngoài cách đó ra, không còn cách nào sao? Không có, đây là cách nhanh nhất, chỉ là 50 thủ cấp thôi mà. Quân lính của ngài đông như vậy, mất đi 50 người có đáng là bao? Coi như là tử trận trên chiến trường thôi. Vương gia, ngài nói nghe có vẻ đơn giản quá. 50 thủ cấp là 50 mạng người đó. 50 mạng người cũng chỉ là 50 tên lính mà thôi. Nếu bọn họ không bỏ mạng ở chiến trường thì bỏ mạng ở đây cũng là một cách hy sinh cao cả. Bằng không cứ cho thuyền qua sông, đến khi không cầm cự được, số quân bỏ mạng phải lên đến hàng trăm. Ngài cứ việc xem xét đi. Nhưng mà... Thừa tướng, đôi khi chúng ta phải tàn nhẫn một chút. Xét phần ít thiệt hại nhất thì mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ được. Nhưng hy sinh như vậy có đáng hay không? Họ có phục không? Đáng chứ. Ngài là thừa tướng, họ là quân của ngài. Ngài bảo họ chết, họ không phục cũng không được. Hỏi các anh em binh lính, nếu 50 trong số các người phải hy sinh thủ cấp của mình để giúp gia thừa tướng về thành đô, mọi người có sẵn sàng không? Tôi theo gia thừa tướng đã lâu, chỉ cần ngài muốn, dù có xông vào biển lửa, tôi cũng cam lòng. Tôi cũng thế. Tốt, vậy ta cần 50 người, các người hãy tiến lên phía trước đi. Gia thừa tướng, càng ngày tôi càng thấy khâm phục ngài. Ngài còn có một đội quân hết mực trung thành và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho ngài nữa. Các người hãy lần lượt để lại thủ cấp của mình đi. Ai sẽ làm trước? Tôi sẽ làm trước. Dừng lại! Không ai phải hy sinh cả. Tôi đã có cách vượt sông Lô Thủy rồi. Gia thừa tướng, ngài có cách rồi ư? Sông này cần vật hiến tế đúng vậy không? 50 cái thủ cấp đúng không? Được, sẽ có 50 thủ cấp, nhưng không nhất thiết phải là thủ cấp thật. Ý ngài là... Kho lương thực của chúng ta còn bột mì không? Dạ có thưa thừa tướng. Vậy tốt rồi, các người hãy lấy bột đó nặng thành 50 cái bánh có hình giống đầu người, sau đó nhồi nhân thịt vào và ném xuống sông thành vật tế đi. Liệu có được không? Bánh đầu người sao có thể thay thế với thủ cấp của người thật được? Đây chẳng phải chuyện đùa đâu gia thừa tướng à. Phải đó, liệu có ổn không? Ta nghĩ sở dĩ cần phải lấy thủ cấp để hiến tế bởi nó có thịt và cả máu. Giờ chúng ta lấy thịt lợn thay cho thịt người, lấy vỏ bánh thay cho hình đầu người, chắc chắn sẽ ổn thôi. Các người hãy làm theo ta đi. Hãy làm 50 cái bánh man đầu đi. Rõ thưa thừa tướng.
Tuyệt quá rồi, chúng ta có thể qua sông rồi. Bánh man đầu đã thế mạnh chúng ta. Gia thừa tướng muôn năm. Nhờ những chiếc bánh mang đầu mà đội quân của Gia Cát Lượng đã vượt sông an toàn. Từ đó trong dân gian lưu truyền về loại bánh này và còn tồn tại đến ngày nay với tên gọi bánh bao. Món bánh bao hiện nay được rất nhiều người ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản gọi bằng Nikuman, Hàn Quốc, Thái Lan gọi là Salapao, Myanmar gọi là Pakshi ưa thích và ăn nhiều.